Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đến với khóa học N2 online tại Dũng Modi Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với bài giảng đầu tiên trong chương trình ngữ pháp nhé Với bài giảng đầu tiên ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau đi lại với các bạn về một phần kiến thức có thể coi là nền tảng Thực ra thì đây là một kiến thức không khó đâu mọi người ạ. À, mà chúng ta đã gặp từ ở trong N4 này, N3 này. Tuy nhiên nó lại là một phần kiến thức mà đòi hỏi ở chúng ta nên có cần có một cái nhìn tổng quát một chút. Chính vì vậy mà ngày hôm nay mình sẽ quyết định lấy bài này làm bài mở đầu cho khoa học ngữ pháp của chúng ta nhá. Và đó là te iku và te kuru. Ok và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ngay vào bài giảng mọi người nhá. Với bài học ngày hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu cũng như là chia cái cách sử dụng, phân biệt những cách sử dụng của tê cự và tê cư đự ở trong năm cách. À, đây là năm cách với năm dòng với năm chữ hán nhìn qua thấy sợ rồi đúng không nhưng mà mọi người đừng lo chút nữa vào từng phần mình sẽ đọc và giải thích từng cái thật là cặn kẽ cho mọi người nhá và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cách sử dụng số 1 nhá với cách sử dụng đầu tiên thì đây thực ra là một cách dùng mà chúng ta đã vô cùng quen thuộc ở trong chương trình đầu 4 rồi Và nó có thể bó gọn lại trong một cái keyword đó là Junji no dosa Là cái hành động theo thứ tự Đúng không nào? Ví dụ như là mình ăn xong rồi đi đâu đó này Hay là mình chơi xong về này Hay là mình nghỉ ngơi xong rồi mình đi đâu đó này Đấy, thì đấy là À, hành động lần lượt theo thứ tự Về cái bản chất chúng ta có thể diễn giải nó thành cách dùng như sau Tức là chúng ta làm hành động gì đó rồi chúng ta di chuyển đến đâu đó Và cái sự khác nhau giữa tê cư và tê cự Thì nó sẽ liên quan đến cái thời điểm, cái địa điểm mà chúng ta nói nhá Trước tiên với tê cự thì sẽ là Nếu như chúng ta nói tại cái thời điểm đến hoặc là cái nơi đến của hành động Bây giờ các bạn hình dung đơn giản như này này Bây giờ các bạn sẽ ghép cho mình nhá À, chơi xong rồi về sẽ là gì nhỉ? À son dekita, ok. Asun à dekita. Bây tưởng tượng như là mình tan học, mình về nhà đúng không? Thế nhưng mà trên đường về nhà mình lại không về luôn mà mình đi chơi đã. Thế xong rồi mình mới về, thế nên là về nhà bị muộn. Thì lúc này chúng ta đang ở nhà và chúng ta miêu tả là cái hành động chúng ta đã đi chơi trên đường về sẽ là asun à dekita. Mọi người ok chưa? Thì bây giờ mình sẽ có một câu như thế nào nhỉ? Eto gakko ni là trên đường về nhà đúng không? Asun dekita kara đấy thế mình là mình đã đi chơi xong mình mới về thế nên là ie ni kaeru no ga được chưa mọi người hình dung ra chưa lúc này chúng ta đứng ở nhà và cái hành động chơi rồi sau đó đi di chuyển về nhà đã diễn ra rồi đúng không đấy nhá e gai ni asonde kita kara ie ni kaeru được chưa nào Thế bây giờ ngược lại, ngược lại thì bây giờ với Tây Cự thì sẽ không phải là nói tại cái thời điểm đến, tại nơi đã kết thúc hành động Mà sẽ nói tại cái thời điểm mà chúng ta chưa làm hành động đấy Hoặc là cái nơi mà chúng ta sẽ từ giờ sẽ là xuất phát cho cái hành động đấy, xuất phát làm cái hành động đấy nhá Ví dụ như là bây giờ mình với đứa bạn đang ở đây, chuẩn bị đi, đi ra ngoài nhưng mà nó mệt quá Mình bảo là gì nhỉ ôi thế nếu mà, à, nếu mà thế thì cậu cứ gì nhỉ cứ nghỉ ở đây đi rồi hãy hãy đi Đấy, nghỉ ở đây rồi hãy đi Tức là cái tại cái thời điểm Cái nơi mà chưa bắt đầu hành động đấy đúng không? Yasun de itte kudasai Ok, yasun de iku Đấy, mình, mình sẽ nói gì nhỉ? Ví dụ như là Eto yokatta da koko de yasun de itte kudasai Được chưa? người hiểu chưa? Cách dùng này rất là đơn giản như vậy nhá Hãy làm rồi đi đến đâu đó hay là làm rồi về Tiếp theo cách sử dụng số 2 của chúng ta sẽ liên quan đến từ khóa này Các bạn đọc được chữ Hán này không? Jikang teki kezoku là là sự liên tục mang tính hề về mặt thời gian đúng không? Tức là chỗ này cái TI và T nó sẽ gì nhỉ? Sẽ diễn tả những cái trạng thái liên tục của một hành động nào đó. Một cái hành động nó đã diễn ra liên tục hay là nó sẽ diễn ra liên tục nhá thì T thì sẽ là hành động diễn ra liên tục từ quá khứ cho đến hiện tại. Ok và thường chúng ta sẽ chia ở thầy gì nhỉ? Tê ta Ok, còn lại hành động mà sẽ diễn ra liên tục từ hiện tại cho đến tương lai hoặc là một từ một cái thời điểm nào trong tương lai cho đến về sau ấy, thì chúng ta sẽ dùng là te te iku. Ok chưa nào? Đấy thì bây giờ ví dụ như thế này nhá. Bây các bạn thử đặt cho mình một câu đơn giản như này. À, đến nay thì tôi đã học tiếng Nhật được 3 năm rồi. Đấy, các bạn sẽ nói như nào đấy? Về từ vựng thì có lẽ là không khó đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ thêm cái gì nhỉ? Benkyou shite kita. Đấy thì chúng ta sẽ thấy là khi mà thêm cái từ kita ở đây nó sẽ diễn tả được cái sự liên tục của cái hành động đấy đúng không? Imamade san nen kita. Ok, nihongo kita. Dễ rồi đúng không? Thế còn ở một chiều ngược lại chúng ta sẽ thấy là hành động nó sẽ diễn ra từ hiện tại cho đến tương lai Ví dụ như là cùng cái câu đấy là gì đấy Tôi định là từ giờ trở đi thì vẫn sẽ là sẽ học tiếng Nhật À sẽ học tiếng Nhật tiếp đúng không? Thì mình sẽ nói là Ê, các bạn có thể thêm cái từ là kore kara mo desu ne. Kore kara mo nihongo benkyou shite iku tsumori Ok. Kore kara mo nihongo benkyou shite iku tsumori Ok chưa nào? Benkyou shite iku. Ok. Đấy nhá. Hoặc là một cái hành động không nhất thiết là phải bắt nguồn từ tại thời điểm nói này mà có thể chúng ta thấy một cái tố mốc trong tương lai là gì nhỉ? Dù có trở về nước, dù có trở về Việt Nam đi chăng nữa, có nhiều bạn đang ở Nhật đúng không? Dù có về Việt Nam đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ muốn là tiếp tục học tiếng Nhật tiếp tục cái việc học tiếng Nhật thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Tiếp tục cái việc học tiếng Nhật thì mình sẽ chia ở gì đấy? Nihongo no benkyou tsuzukete iku desu ne. Hai, thì bây giờ mình ghép cả một câu gì nhỉ? Vietnam ni modotte <protein> mo eh Nihongo no benkyo tsuzukete ikitai to omoimasu. Được chưa nào? Đấy, các bạn thấy chưa? Nhá, hành động từ quá khứ đến hiện tại thì là ta Còn hành động từ hiện tại hoặc là một từ một cái thời điểm nào đó trong tương lai cho đến về sau thì sẽ là teiku mọi người hiểu chưa? Nhớ là đây là cái cách nói diễn tả cái sự liên tục của hành động về mặt thời gian nhá. Hay và chúng ta sẽ cùng nhau bước sang cách sử dụng số 3 mọi người nhá. Trước tiên các bạn đọc cho mình cái từ keyword này nhá. Là gì nhỉ? tay no henka là gì đấy? Sự thay đổi về trạng thái đúng không nào? Ok, thì cái cách dùng số 3 của chúng ta là gì? Là nó diễn tả một cái sự thay đổi dần dần của một trạng thái nào đấy Và nếu như đấy là cái sự thay đổi từ quá khứ cho đến hiện tại Thì chúng ta sẽ dùng là te kuru Và thường sẽ chia thể là te, te Ví dụ như là dạo gần đây thì trời đã rất là nóng lên Đã rất là nóng lên đấy Thì mình sẽ nói là gì nhỉ? Ừ. Ừ. 最近はとても熱くなってきた.最近はとても熱くなってきた. Đấy thì là là đã thay đổi cho đến hiện tại đúng không? Và ngược lại nếu là sự thay đổi từ hiện tại cho đến tương lai hoặc là một thời điểm à, Trong tương lai đến tương lai về sau ấy thì chúng ta sẽ dùng là ngược lại gì nhỉ? Te, te y cứ, Ngược lại câu vừa nãy là gì đấy? À, vừa nãy là dạo gần đây thì trời đã nóng lên Thì bây giờ mình sẽ nói là từ giờ trở đi thì À, trời sẽ càng ngày càng nóng lên mình có thể nói là korekara ngày càng sẽ là gì nhỉ masumasu ok korekara masumasu atsukunatteiku atsukunatteiku Ok, các bạn thấy hai cái khác nhau chưa? Cái này cũng rất là dễ rồi, từ N mấy nhỉ? N3 phải không nào? Ok, thế thì bây giờ mình sẽ cho các bạn một ví dụ như này Các bạn thử à, dùng đặt câu sẽ nó như nào nhá So với một năm trước thì tóc tôi đã dài lên rồi Thì mình sẽ nói là gì nhỉ? Dùng tekita hay là teiku

ok đó là gì nhỉ washai no sekin là gì đấy cái sự tiếp xúc đến gần đúng không về phía người nói và thứ hai là the hang là cái sự rời ra xa về phía người nói thì bản thân ban đầu ấy, cái cách sử dụng này vốn là nó sẽ phân chia ra làm hai cách sử dụng nhỏ nhưng mà mình gộp vào sau khi cân nhắc mình đã gộp vào nó là hai cái dấu ngoặc ấy mọi người nhìn thấy chưa thứ nhất là ido là, là thể hiện sự di chuyển di chuyển gì nhỉ di chuyển ra xa, xa hay là tiến gần về phía người nói hay là cái cái địa điểm mà người nói đang đứng nói ấy, nhá. hay là ipodo là cái hành động mà mang tính chất là một chiều thì cái cách dùng tiếp theo này của chúng ta là nó diễn tả nó chỉ hướng của hành động xuất phát từ cái điểm nhìn của người nói một cái hành động một cái sự việc mà nó rời xa cái địa điểm mà người nói đang đứng này hoặc là rời ra xa khỏi phía người nói thì chúng ta sẽ dùng là te còn ngược lại đến gần phía người nói hay là đến gần cái địa điểm mà người nói gì nhỉ người nói đang nói thì chúng ta sẽ dùng là te tekure ví dụ các bạn nghe cái câu như này các bạn sẽ hình dung vào gì nhá eto bo de koi de thì chúng ta có thể hiểu là bây giờ mình sẽ trèo thuyền đi ra dần dần xa khỏi cái địa điểm mà mình đang mình đang nói đấy nhá hay là một câu các bạn hình dung như này bây giờ mình với cái đứa bạn hôm nay đi đến dạp chiếu phim chẳng hạn từ đây đến đấy cách đó khoảng là một cây số thì mình sẽ hỏi đứa bạn là gì nhỉ e ga càng mà đi cứ đấy là gì nhỉ mày ơi thế mình đi đi bộ đến dạp chiếu phim không đấy thì tức là đi là một cái sự di chuyển di chuyển sẽ bắt đầu rời xa dần rời xa dần cái địa điểm mà hai đứa đang đứng nói ở đây đúng không thì bây giờ đứa, đứa kia trả lời như nào nhỉ Kyo và taxi là gì đấy? Ôi, hôm nay thì trời đang mưa thế này thì thôi bọn mình gì nhỉ? Bọn mình đi bằng xe taxi đến đấy đi. Đấy thì mọi người hình dung nhá. Cái chỗ này là te iko, te chỗ này sẽ ý nghĩa là rời xa cái địa điểm cái thời điểm đang nói này. Thế còn ở một chiều ngược lại, bây giờ mình đi bộ đến nhà ga đúng không? Và mình đến ga rồi thì mình sẽ nói là gì nhỉ? Eki e aruite kita. Ok, eki e aruite kita. Thì chỗ này là mình đã đi di chuyển từ ra xa đến gần cái địa điểm mà mình đang nói ở đây rồi đúng không? Thì những cái ví dụ này là ví dụ cho cái sự gì nhỉ? Sự di chuyển xa cái thời điểm hay cái địa điểm người nói hoặc là đến tiến đến phía gần cái địa điểm, cái thời điểm mà người người nó đang nói nhá. Hình ảnh như vậy rất là dễ dàng, dễ hiểu đúng không? Thế còn cái từ ipodosa, ví dụ như sau này. Bây giờ tự nhiên mình đang ngồi chờ hay là mình đang ngồi làm gì đấy chẳng hạn thì ở bên cạnh có một người đang ngồi cùng đúng không? Thì tự nhiên là cái người ta ấy, người ta làm sao nhỉ? Người ta bắt chuyện với mình. Thì chỗ này mình sẽ hiểu là gì nhỉ? Cái hành động mà bắt chuyện với mình là một cái hành động ipodo à là từ xuất phát từ phía người ta về phía mình đúng không? mình sẽ nói là gì đây? ni tonari no hito ga hanashikakete kita. Đấy các bạn thấy chưa? Hanashikakete kita. Thì là gì nhỉ? người ta bắt chuyện về phía mình, tức là cái hành động hướng về phía mình. và ngược lại, mình sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ cho cái từ ipodo xạ với cả tây cự này nhá. À, ví dụ như là, là là những cái người mà đi đường đúng không? cự. với câu này các bạn có thể hình dung như là mình đang đi ra ngoài đường, mình rất con, về con bị lạc chẳng hạn đúng không? mình bối rối quá, mình mình làm sao nhỉ? mình hỏi người này, mình hỏi người kia, koe o kakete là mình hỏi Hỏi người này, hỏi người kia đúng không? À, những cái người gì nhỉ? Michiyuku Ok, michiyuku shito Là những cái người đi đường Thì đây là một cái hành động như kiểu là gì nhỉ? Ippodosa Ok, chỗ này mọi người hiểu chưa? nhá yeah, hay và đấy là cách sử dụng số 4 của chúng ta và cuối cùng là cách sử dụng cuối cùng cách sử dụng số 5 chúng ta cùng nhau nhìn lên bảng nhá với hai từ hán này không biết là mọi người có đọc được không nhỉ chúng ta có hai từ đúng không thứ nhất là là sự xuất hiện đúng không và hai là là biến mất đi thì mọi người đoán xem là trong hai cái này cái nào sẽ là cái biến mất tây cự hay là tê cự ờ, và cái nào cái xuất hiện nhỉ Ừ. OK thì trước tiên chúng ta cùng nhau hiểu cho mình về bản chất sử dụng của nó đó là gì nhỉ? Cái cách sử dụng thứ năm cái sự phân biệt thứ năm này nó sẽ là diễn tả cái sự xuất hiện hay là sự à, biến mất của một cái trạng thái. Ví dụ xuất hiện thì sẽ là xuất hiện một trạng thái mới một cái trạng thái mà trước đấy chưa có. Ví dụ như là từ nãy giờ chưa có sao cả nhưng mà bây giờ tự nhiên trời là trời trời đổ mưa chẳng hạn. Đấy, hay là trước đây là mình chưa có bị mọc mụn nhưng mà dạo gần đây là bị nổi mụn chẳng hạn Hay là trước đây răng chưa có mọc thì bây giờ răng mọc Thì đầu tiên nó là diễn ra cái trạng thái xuất hiện là gì nhỉ? Những cái mà trước chưa có bây giờ nó nó có nó xuất hiện ra thì chúng ta sẽ dùng là te được Ok, và sẽ thường chia T, te mọi người nhá Ví dụ luôn sau đây chúng ta cùng nhau đi đến te iku nhá Trước tiên là một cái sự xuất hiện của mưa chẳng hạn sẽ là gì nhỉ? Ame ga hutte kita Ok, ame cả hút tích Đấy là diễn tả một cái trạng thái mà trước chưa có và bây giờ đã có thay thay đổi, một cái trạng thái thay đổi mới đúng không? Hay là uh, răng mọc lên chẳng hạn Cái từ này là một cái hình ảnh rất là biểu trưng cho cái cái cách sử dụng là xuất hiện một trạng thái mới mọi người ạ Mình, mình sẽ có cách nói là gì nhỉ? Răng mọc lên là gì đấy? Răng là gì đây nhỉ? Ha đúng không? Ha ga hai tích ha hai te kita hai là gì nhỉ là mọc lên nhá răng mọc lên đúng không hay là mọc mụn sẽ là gì nhỉ mụn có sẽ là gì đấy nikibi ga de te đấy là mọc mụn ok chưa nào đấy là những cái mà trước chưa có bây giờ xuất hiện ra nhá thế còn ngược lại một cái trạng thái nó biến mất thì cự các bạn nghe ví dụ như này nhá yu ni ga nishi ni shizun các bạn nghe được không? Yugata ni to là khi mà sang sang buổi chiều tối thì làm sao nhỉ? Thì thay ga làm sao nhỉ? Mặt trời nó nó lặn xuống đằng phía phía đông thì chỗ này sẽ là một cái hiện tượng tự nhiên mà nó nó biến mất đi, nó mất đi cái trạng thái lúc đấy. Mọi người hiểu hình dung về chỗ này chưa? Ok nhá Đấy là thông qua cái hình ảnh này chắc là cũng hình dung được cái cách sử dụng của nó rồi đúng không? Thế nào là biến mất, cái trạng thái biến mất ở đây nghĩa là gì đúng không nào? Hoặc là một trường hợp khác, ví dụ như bây giờ mình đau bụng chẳng hạn đúng không? Bây giờ mình uống thuốc, uống thuốc xong thì làm sao? Thì cái cơn đau nó biến mất Đấy, mất đi cái trạng thái đau rồi thì mình sẽ nói là gì nhỉ? Kusuri <laughs> o nonde Ok, kusuri o nonde Itami ga kiete itta Đấy là cái cơn đau nó biến mất đi Nhá, thì chỗ này nó có nó có thể miêu tả một cái trạng thái trong quá khứ rồi thì chúng ta thể dùng là gì nhỉ? Kiete <laughs> ok hay và à đấy là những cái ví dụ à cho cái gọi là cái hình ảnh trạng thái biến mất ok như vậy là đến đây chúng ta đã cùng nhau học qua về năm cách sử dụng không biết là đến đây các bạn đã phân biệt được rõ ràng năm cái này chưa cách sử dụng đầu tiên của chúng ta đó là gì đấy nó diễn tả cái cái hành động mà theo thứ tự ví dụ như là ăn xong rồi đi đúng không hay là nghỉ ngơi xong rồi đi xong rồi chơi xong rồi về đây là cách sử dụng đầu tiên cách sử dụng số 2 là diễn tả cái trạng thái gì đấy? những cái hành động mà nó diễn ra liên tục nhá liên tục trong một cái khoảng thời gian từ quá khứ đến hiện tại hoặc là từ hiện tại cho đến tương lai nhá, đấy là cách sử dụng số 2. Cách sử dụng số 3 là diễn tả cái sự thay đổi về trạng thái đúng không nào? Thay đổi trạng thái từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai. Ví dụ như là tóc thì mọc dài ra này hay là nóng lên này nhá, cái sự thay đổi thay đổi như vậy. Cách sử dụng số 4 là một cách sử dụng nói về sự à, gọi là sự khác nhau về hướng đúng không? Hướng của hành động đó nó hướng về gần phía người nói hay là rời xa người nói hay là hướng về cái địa điểm mà người nói đang nói hay là rời xa cái cái địa điểm mà người này đang nói yeah. Và còn lại cách sử dụng số 5 Thì có lẽ là một cách sử dụng mới đúng không Thì à, nó là cách sử dụng thứ nhất là Diễn tả sự xuất hiện Xuất hiện của một cái trước đấy chưa có bây giờ có Nó cũng khá là giới hạn cách dùng thôi Nhưng mà nó sẽ đi với thường như là gì nhỉ à, Răng mọc này rồi mọc mụn này Hay một cái gì đó trước nó chưa có bây giờ có nhá và còn ngược lại là gì nhỉ tê y cự thì là một cách dùng dùng cho cái sự một cái trạng thái đó nó biến mất mặt trời lặn mất đi này hay là uh, khi mà uống thuốc vào thì cơn đau nó nó mất đi nhá hay đây là năm cách dùng thì hy vọng là các bạn đã hiểu bài rồi nha và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cái bài học ngày hôm nay thông qua năm ví dụ mà mình đã chuẩn bị cho mọi người nhá trước tiên là ví dụ số 1 mọi người nhá これからは日本語を勉強するベトナム人が増えていくだろう. Câu này là gì đấy? cách sử dụng số mấy mọi người đây là cách sử dụng diễn tả sự thay đổi về trạng thái trong tương lai đúng không huy tế cự ok chưa nào là có lẽ là đà đồ có lẽ là từ giờ trở đi thì những người việt nam học tiếng nhật ni hongo bên kyo sư bê những người việt nam học tiếng nhật sẽ sẽ ngày càng tăng lên nhá ok đây là câu số 1 này với câu số 2 này thì không biết các bạn có nhận ra đó là cách sử dụng nào không nhỉ ừ. Đây là cách sử dụng gì nhỉ? Nói về hành động theo thứ tự đúng không? Làm hành động gì trước sau đó rồi mới di chuyển sẽ là ngày hôm nay thì sau giờ làm tôi đã đi đi đâu nhỉ? Đi tiệc rượu, đi nhậu đúng không? Rồi mới mới về nhá. Nomikai ni itte Ok, đấy là câu số 2. Và tiếp theo là câu số 3 này. Koen de tomodachi to asonde itara haha ga koe o kakete kita. Câu này là khi mà tôi đang chơi với bạn bè ngoài công viên đúng không? Thì có thể là mẹ đi ngang qua đường mẹ nhìn thấy và mẹ gì nhỉ? Mẹ gọi tôi, mẹ cất tiếng gọi tôi. Đấy thì câu này là cái cách nói gì nhỉ? Cách sử dụng ý nghĩa số mấy nhỉ? Số 4 đúng không? Là ipodosa. Ok chưa? Hay đấy là câu số 3 và tiếp theo là câu số 4 nhỉ? Watashi wa san sai no koro kara violin no naratte kita. Câu này thì là cách sử dụng là một cái hành động từ trong quá khứ đến hiện tại tức là một cái hành động diễn ra liên tục đúng không? Tôi thì đã học violon đúng không? Từ từ năm 3 tuổi cho đến bây giờ. Và cuối cùng là câu số 5 nhá. Onaka kodomo ga dekite kara shinpai ga dete kita. Câu này thì chắc chắn là cách sử dụng số 5 với các bạn thấy không? Đó là shinpai koto ga dete kita. Một cái những cái nỗi lo lắng những cái phiền muộn bắt đầu xuất hiện kể từ khi mà tôi có em bé ở trong bụng chỗ này là chắc là cũng cũng nhiều bạn cũng đồng cảm được với câu này đúng không? Khi mà mình có em bé trong bụng phát là mình có rất là nhiều những cái nỗi lo đúng không nào? Hay thì chúng ta có từ là shimpaigoto là, là, là những cái lo lắng những cái phiền muộn nhá. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về năm cách sử dụng năm cái cách để có thể phân biệt giữa ti cự và ti cự thứ nhất đó là những cái hành động theo thứ tự lần lượt đúng không cái này đơn giản nhất sau đó lên n 3 chúng ta cũng từng làm quen với cái việc gì nhỉ những cái hành động diễn tả những cái sự liên tục của hành động trong cái khoảng thời gian từ quá khứ đến hiện tại và từ hiện tại đến tương lai đúng không rồi diễn tả những cái trạng thái sự thay đổi của trạng thái này hay là diễn tả cái sự gì nhỉ? về mặt hướng đi ấy, phương hướng nhá tức là gì nhỉ tiến đến gần hay là cách ra xa người nói hoặc là cái địa điểm mà người ta nói nhá và cuối cùng cái cách sử dụng cuối cùng đó là gì đấy là cái sự khác nhau hoàn toàn giữa hai cái một là gì nhở sự xuất hiện của một cái trước đó chưa có thì chúng ta dùng là t cư được còn ngược lại t i cư thì chúng ta thấy là gì nhỉ lại hơi lạ lạ một chút đó là gì nhở diễn tả những cái trạng thái mà nó biến mất đi ví dụ mặt trời nó lặn đi mất cái trạng thái đấy hay là uh, gì đấy uh, uống thuốc vào thì bụng nó bụng nó hết đau hết cái trạng thái đấy ok và đây là một bài rất là dài nhưng mà vì là một cái bài củng cố kiến thức nền tảng như thế này thế nên là hy vọng là các bạn đã theo dõi được đến cuối cùng và đã hiểu bài. Bây giờ chúng ta còn cái nhìn thoáng hơn về T cứ đự và T y cự nhá. Thực tế ra thì để mà nếu như các bạn muốn tìm hiểu thật là kỹ thật là sâu về T y cự và T cư đự thì nó còn rất nhiều rất nhiều nữa mọi người ạ nhá. Các bạn sẽ còn không chỉ đặt về cái dấu mốc về cái điểm nhìn về thời gian là trong hiện tại mà chúng ta khi mà chuyển dịch nó thời gian về trong tương lai hay là về trong quá khứ thì nó lại cần khác nữa. Nhưng mà tạm thời trong chương trình GPT đến N2, chúng ta hãy nắm chắc cho mình kiến thức đến như thế này đã nhá. Ok và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài giảng tiếp theo ở trong các bài học trong khóa học N2 nhá. Mina san, otsukaresama des. Bye bye.